đây là một đạo quân ô hợp, tập hợp như vậy thôi, nhưng mà những vị tướng tài không bao nhiêu. Ông mới tập hợp quân lên, núp sau những cột cát, ông chỉ đạo không cần giết người, chỉ cần giết mấy thằng tướng thôi. Đúng là sau khi giết được mấy thằng tướng rồi, coi như dân chúng chạy tán loạn hết. Tại vì một đội quân ô hợp mà đâu được đào tạo gì đó. Ông bắt về khoảng 10.000 người. Bắt về xong rồi làm gì quý vị biết không? Đơn giản một điều thôi, trên Benina không biết chữ. Một người dạy biết chữ cho 10 người được thả tự do. Hoặc từ Medina đem tiền lên chuộc thả tự do. Và trong cái đoàn ông bắt này có những người anh em bạn bè ngày xưa học chung, bạn bè ngày xưa làm chung, và thậm chí có cả ông Abu Talib, ông chủ của mình nữa. Vậy ông bắt buộc rằng có một người là người con rể của ông, là bắt buộc rằng bây giờ bỏ dưới kia đi, lên đây sống, thế mới được tha mạng. Như vậy ông tha mạng được rất là nhiều người. Và một cái điều nhân đạo nhất là ông đánh cướp xong rồi ông không bao giờ ông giữ làm của riêng mình, ông chia đều hết. Và như vậy có một lần ông đánh một trận lớn nhất, đó là một đoàn thương buôn không có đi ngang qua Medina mà đi tắt từ vùng Israel, đi qua từ địa Trung Hải đi ngang Medina. Ông mới tổ chức một đoàn người khoảng 3.000 người đánh cướp cái này. Nhưng ông biết rằng những cái người mà gọi là người ác tiêu á, thì người ta biết rằng chắc chắn ông sẽ đến, nhưng chưa biết đến như thế nào, chưa biết đến chỗ nào thôi. Mới về Medina mới kêu gọi người để đi lên, đi ngang qua. Tuy nhiên trong trận đánh này quân của ông bị thua, bởi vì ông bị một mũi tên độc bắn vào người. Thì sau này ông bị bệnh đau đầu kinh niên là vì lý do đó. Ông bị một cái mũi tên độc bắn vào người và quân của ông bị tan rã. Mặc dù vậy ông vẫn rút được về Medina. Trong trận này ông thua. Và Hồi giáo phát triển cực kỳ thịnh vượng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Trong thời kỳ này là một trong những thời kỳ Hồi giáo đỉnh đông dẹp tây, y như thời kỳ để chiếm Mông Cổ vậy đó. Đỉnh qua đến châu Âu mà, đỉnh lấy gần hết châu Âu luôn, rồi đỉnh qua một mảng của châu Phi, đỉnh thẳng trực tiếp xuống châu Á. Rồi vương quốc Hồi giáo Delhi ở Ấn Độ cũng là từ đó mà ra, rồi để chế Mughun cũng là một phần từ đó mà ra. Quý vị thấy bây giờ mà quý vị chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta tham quan đền Taj Mahal đó, cũng là đền Hồi giáo mà. Như vậy ông đỉnh đi khắp nơi để ông lấy đất. Tài tồi đồ lớn nhất là ông Seja. Ông Seja quý vị biết đốt cái gì không ạ? Mà tồi đồ của nhân loại không ạ? Đốt thư viện Alexandria đó. Trong một lần chơi giỡn tức quá đốt chiếc thuyền sát bên thư viện, đây chiếc thuyền chạy xong chạy luôn thư viện. Và thư viện Alexandria người ta nói đây là kho tàng vô giá của nhân loại về tất cả những kiến sách. Trong đó có những cuốn kiến sách viết về cách xây dựng kim tự tháp, y học, y tế, văn hóa, chính trị, và toàn bộ cái gì mà tinh túy nhất đều tập trung ở thư viện Alexandria mà chạy hết. Như vậy có hai ông tồi đồ là cái đó. Bởi vì nếu mà trường học Nalanda không chạy thì bây giờ chúng ta lại biết nguồn gốc tất cả những thứ rồi. Đạo Phật không chia ra Nam và Bắc rồi. Tuy nhiên bị chạy mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta đang moi để chúng ta tìm hiểu trở lại. Mà tìm hiểu trở lại thì thực sự khá khó. Rồi, còn cái khúc từ thế kỷ thứ 12 đến bây giờ Việt sẽ nói sao? Quý vị nghỉ ngơi chút xíu nha. Đây, nhìn trời âm u, không thấy. Apogee distance the Hecalon. Sorry? Apogee. Apple. Airport? Yeah. Apple, not airport. Apple? Yeah. In this area now, it's not the season. Olive tree. No apples. Now it's finished the season. I see all the market there. There is apple, yeah. We have apple already even from this area, but it's we put it in that. It's some kind of fridge, you know. Fridge. Oh. Containers. Okay. You know, can keep it, can protect it for longer time. Yeah, so some import some fruits from China. From China, no. Maybe very few things. Maybe garlic from China, but we import from Egypt sometimes. Even from Israel, we import something. But the traders, they can't say this is Israeli because we are very sensitive to buy Israeli products.
Yeah, the energy got bubble. جماعة أستراليين دليل أصلا طلياني طالع أسترالي بس ما قاعد شو بيحكي من المعبر وصلنا العجبة لسه مش نفهمهم إحنا وين ولا شو بدنا نسوي وين رايحين بطلع بكيف شو كان مع رجال زي مش بني آدم مش بني آدم كثير جدا بعد واحد حداد يعني بحكي شو اللغة الإنجليزية بالإنجليزي بحكي هذا الإنجليزي بالأمريكا يعني صح بالأمريكا الصح لا لا الأمريكي حصلا يعتبر لغة إنجليزية فاشلة مختلف ده الأمريكا الإنجليز برضوش يقولوا عن الشمس اللي معانا كيف نسيه شو اسمه كيف نسيه go for from Desi round 8 to Kaunlong go to Petra. If you start 8 from Desi, it's let's say 4 and a half hours. To Petra. To Petra. 12:31. À, quý vị xuống xem cục đá của ông Musi. Tôi bên này sơ mô sơ nhiều cái ông bò và tàn nạn này đã đưa nó chạy ra tôi. Nó ăn lại. Nó ăn lại.
Both people.